tôi đón lửa đêm đen. Chuyện ngày xưa nhắm chi đêm buồn, đời ai không có ừ, xin chào các bác. Hôm nay anh em chúng em đi nắp combo cho anh Tĩnh ở Yên Đại Yên. Trước bộ dàn combo nhà anh Tĩnh hôm nay có gồm SH1008 mà đẩy X23 Pro, Mic 3-1 ở Submonter. Và anh em chúng em đang đến nhà anh. Xin mời các bác cùng theo chân anh em chúng em đi nắp cho nhà anh Tĩnh, cùng nghe thử chất âm khi setup vào nhà anh. Xin mời các bác. 119.000. Đây là anh Tĩnh đang đi đón chúng em. Đấy. Xin mời các bác. Theo chân anh Tĩnh là theo chân chúng em vào nhà anh. Rẽ trái, sau đó vào ngược lái. Anh em chúng em đã đến anh Tĩnh. Từ không gian nhà anh đang làm xe có được không? Tiếng quá. Chào các bác, hiện nay anh em chúng em đã set up cho nhà anh Tĩnh xong một dàn cung combo karaoke SH1008. Mời các bác cùng nghe thử chất âm của đôi loa SH1008 khi về không gian nhà anh Tĩnh. Xin mời các bác. Cuộc tình ta chưa hết đoạn đường. Oh.
bắn thép nọt vào hố sâu. Lối có con ớt bằng nhau, nhớ khi còn bé cúp bầu sữa non. Và con còn để hai bên công cha nghĩa mẹ mà quên mất rồi. Tiếu vàng làng sói bóng echo và dị vật, một cái là echo nhiều, một cái là dị vật nhiều. Tùy từ là nếu mà hát thì echo thì dị vật nó sẽ hát hơn. Mình cứ tùy theo giọng, điều giọng yếu thì hát chế độ echo nhiều. Còn chế độ 4, 5, 6 là nghe nhạc, nghe nhạc. Còn đây là to to của nhạc, nhỏ của nhạc, nhỏ của mic, to của mic này. Đấy. Còn đây là chỉnh bass chép của nhạc này. Bass chép của nhạc là hai. Bass chép của nhạc đây. Bạn đây anh theo mũi tên, mũi tên lên là nhiều, mũi tên xuống là ít. Hai cái sát nhau thì trên dưới, trên dưới, trên dưới, dưới. Còn cái này là của gì? Của bích. Đây là chép. Chép. Đây là bát. Đây là nhiều bát, đây là tăng bát, đây là giảm bát. Đây là tăng chép và giảm chép. Còn ở dưới là gì? Dưới là chung. Chung. Cái lời ấy. Còn đây là khi nào anh không nghe thì sử dụng nữa, anh có thể giảm cái volume này xuống, nhỏ xuống. Đấy, xong tắt nguồn ở kia. Và đóng mic này thì khi nào hát thì bật lên, giữ tay một lúc. Bật lên đây, giữ tay một lúc. Cái súp này có cái không khác ở đây này. Anh không muốn làm như là làm bạn nói vào luôn cái tắt phát tẩu tẩu luôn, cái tắt tẩu được. Còn giờ tắt một kia vào tắt dòng này. Cái này cái trên này không cần phải bạn gì à? Cái trên này không phải bạn gì cả. Cái trên con như hôm nay là bạn làm em khóa thì chẳng sao cả. Khóa cả cái dưới này. Cái dưới này thì hạn chế khống chế phanh nhanh rồi. Khi mà anh tắt đi khởi động lại thì nó về nó hoạt động ban đầu. Có nghĩa là nó bạn quá. Lưu hết rồi. Là ví dụ như mình tắt nguồn đi xong rồi mở lại. Đúng rồi, nó lại về chế độ ban đầu. Điện thoại đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ vào tất cả mọi cục đây để bật thử cho. Được rồi, ok. Cái súp này thì là cái súp này cô chỉnh cái gì cả. Anh to nhạc thì súp nó to theo nó nhỏ nhạc. Không không phải bật gì cả, chỉ tắt được. Không. Anh chỉ tắt tắt được thôi. Cái này là em chỉnh cái này. Cái đấy là cọc của anh. Cọc. Đây anh em bật đây này. Đúng rồi. Mình chỉ mong mặc định một lần theo cái tai của mình, theo nghe của mình nữa. Được cái là mình dừng lại. Cái này mình không phải đúng phân nhỏ đây là nó đây nó tắt cái gì không. Anh chỉnh ở đây nhỏ. Thì súp sẽ nhỏ theo, mình chỉnh cái này to. Đây ba cái này là đây là to nhỏ, đây là effect phanh nhạc intro, đây là to nhỏ mic. Cái đó mình dùng điều khiển to nhỏ mic này. Cái này to nhỏ của âm thì to nhỏ của nhạc đúng không? Cái này bạn biết đây là nó to nhỏ
đây mình dùng điều khiển tự nhiên bạn đấy rồi bạn khống chế 60 rồi đúng không? 50 vâng, không gian nhà mình là 50 là to lắm rồi. Bây giờ mở hai mấy rồi. Bây giờ anh bạn đến 50 nó đỏ đèn, anh bạn bỏ mãi nó chẳng có gì. Đây là mấy năm rồi bây giờ mua. Tiền thì mình có nghĩa đúng kia mình chơi vẫn bình thường á, chẳng qua là mình thích thì mình ấy thôi. Lúc chưa đây là bác sang cửa hàng bên em nhỉ? Đấy, ba anh em sang đây á. Lúc cao thì đỉnh cao. Anh định là định chơi bộ D2 á. Mà lô D2 thì chỉ nghe nhạc thôi. D2 mà không ra nhà này. Nó không hát, mà không này khác được thì... Anh nghe ở bên cửa hàng nhà em với cả về nhanh anh thấy chất âm như thế nào? Khác nhau này. Bên không gian nhà em nó bé. Về nhanh hay hơn chứ đúng không? Thì theo tại vì là cái hát karaoke này là phụ thuộc không gian rất nhiều chứ không phải đơn giản, cần cái tổng hợp không gian nó có. Tại vì ở đây cái thứ nhất là kể cả đến phòng của chúng đi em nó hát nó không được vang ra, nó có cái độ va nhiều nó không thể vang ra ngoài nhiều bất cứ không gian hát mà nó chú đấy một ngày nào chú ok ở biển cái hát là đỉnh cao rồi chú anh có xin tới bò không hay là nhà cần không hay là chứ có phải là gia đình 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 gia